gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, Phương mới dời cái luồng 7 mình qua cái bờ Giang ở đây nè cả nhà. Phương đặt dọc theo cái đường bờ này dài luôn, trước trên Phương trên kia luôn á. Giờ thì mình sẽ đi thăm nữa coi có cá không nha cả nhà. Đây Phương kinh cái hào với cái gỗ đi. Được con Goofy nè, Goofy này Goofy được cái gì á, nó đang thui à. Nè mấy con cua đầm nè. Với lại đây hai con cá trê. Đi nữa cả nhà ơi. Nè con chê mới nè. Cả nhà thấy không? Chê trắng nha. Mặc dù là nó nhỏ hơn hai con này mà mập. Mất ruột luôn á. Con này nhỏ quá mình thả lại đi.
chơi lớn luôn cả nhà ơi. Cá lóc mít nữa. Giờ con cá lóc mít luôn nè cả nhà. Hai con cua, hai con cá rô đồng. Cho cả nhà xem con cá lóc mít nè. Mình thả nó lại nha cả nhà. Cái con này á thì theo Hương biết á, thì có một số cô chú có thể biết cách chế biến nữa cả nhà. Mình có thể làm món ăn được nè, nhưng mà phải biết cách chế biến mới làm được. Tại vì ở phủ một cái lớp da bên ngoài của nó có chứa một ít chất độc á, nên là mình biết chế biến thì mình vẫn có thể làm món ăn được. Phương chưa ăn bao giờ, Phương chỉ nghe nói thôi. Gáo trắng có chào cả nhà chưa? Con chào cô chú anh chị đi. Xây lại xây cái mông qua đây. Thank you.
Con cá chê đó cả nhà, thêm con cá rô nữa. Cái bò nó nhỏ quá. Được cái con thấy cái bò này nó ngon hay là con đặt đại à. Nãy giờ vô luồng cá chê quá chừng luôn. Vô luồng cá chê, con phi còn lại là cá rô. Để con đặt